dẫn nhập bộ kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật này khi đức phật thích ca mâu ni ngồi dưới cội bồ đề vừa mới thành tránh giác không rời khỏi tòa ngồi mà ở trong định đến bảy nơi ba nơi tại nhân gian bốn nơi ở tại thiên cung vì các bậc đại thiện can viên đốn mà nói tự thân chứng được pháp môn viên đốn đi thẳng vào đạo lý pháp giới trải qua chín hội trong vòng hai mươi ngày thì nói xong bộ kinh không thể nghĩ bàn này Bộ kinh này gồm có 45 phẩm kinh văn, nhưng chỉ dịch ra được 39 phẩm, gồm 80 quyển. Trong mỗi hội Đức Phật đều phóng quang, đại biểu nói hoa nghiệm pháp lớn. Quang minh là biểu thị cho trí huệ, gia bị cho tất cả chúng sinh, đều đắc được lợi ích Phật Pháp. Bộ kinh hoa nghiệm này từ đầu cho đến cuối đều nói đạo lý năm vòng nhân quả. Hội thứ nhất thì nói về tin nhân quả, từ hội thứ 2 đến hội thứ 6 thì nói về sai biệt nhân quả, hội thứ 7 thì nói bình đẳng nhân quả, hội thứ 8 thì nói hành hạnh nhân quả, hội thứ 9 thì nói chứng nhập nhân quả. Ngài Thành Lương Quốc Sư đem hết toàn bộ kinh 80 quyển phân làm 4 phần, hội thứ nhất có 11 quyển là cửa quả hoan lạc sinh tín phần hội thứ hai đến hội thứ bảy cộng lại có 41 quyển là tu nhân khế quả sinh giải phần hội thứ 8 có 7 quyển là tháp phát tiến tu thành hạnh phần hội thứ 9 có 21 quyển là y nhân chứng nhập thành đức phần hội thứ nhất tại bộ đề đạo tràng vị trí ở hướng tây cách thành vương xá nước ma kiệt đà khoảng 200 dặm này tức là bodhigaya Hội này Đức Phật phóng quang minh giữa lông mày, biểu thị quang minh của Phật chiếu khắp hết thảy mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh đến nghe Pháp lớn, đại phóng quang minh ở răng, biểu thị khiến cho chúng sinh nếm được Pháp vị. Bộ kinh này là mười phương chư Phật đều nói, cho nên trong các hội, phần nhiều là mười phương chư Phật gia bị cho Bồ Tát nói. Hội này là mười phương chư Phật gia trì cho Bồ Tát Phổ Hiền nói. Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội, Ngài nâng thần lực của Đức Phật mà nói, y tránh hai báo trang nghiêm Phật quả, phát triển tâm tín ngưỡng của chúng sinh. Hội này nói sáu phẩm. Một, phẩm thế chủ diệu nghiêm. Hai, phẩm như lai hiện tướng. Ba, phẩm phổ hiền tam muộn. Bốn, phẩm thế giới thành tựu. Năm, phẩm thế giới hoa tạng. Sáu, phẩm tỷ lô giá Na sáu phẩm này là vòng tin nhân quả là quả cử hoan lạc sinh tín phần hội thứ nhì ở tại điện phổ quang minh hội này ở phía đông nam cây bồ Đà, khoảng ba dặm trong khúc eo sông ni liên thiền là do các long vương vì đức phật mà tạo nên đức phật phóng quang chiếu khắp mười phương vô biên thế giới nên tên là Điện Phổ Quang Minh. Trong hội này Đức Phật phóng quang dưới hai bàn chân, biểu thị khiến cho chúng sinh y pháp tu hành. Hội này Bồ Tát Văn Thù làm chủ đại hội, ngài Nước thần lực của Đức Phật mà nói đạo lý pháp môn thập tín mỹ đức. Hội này nói sáu phẩm, bảy phẩm danh hiệu Như Lai, tám phẩm bốn Thánh Đế, chín phẩm Quang Minh giác, mười phẩm Bồ Tát vấn Minh, mười một phẩm Tịnh Hạnh. 12 phẩm hiền thủ. 6 phẩm này là vòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả sinh giải phần. Trên đây là 12 phẩm diệu pháp nói ở tại nhân gian. Hội thứ ba ở tại Điện Diệu Thắng trên cung trời Đao Lợi. Hội này ở đỉnh núi Tu Di là Địa Cư Thiên, tức cũng là tầng trời thứ hai của dục giới. Được Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Thân nói, Pháp Thân thì tận hư không khắp Pháp giới, vô tại, vô bất tại, vô sở bất tại, không có chỗ nào mà không có, cho nên có thể đến bất cứ nơi nào giảng kinh thuyết pháp. Trong hội này Đức Phật phóng quang ở ngón chân, biểu thị pháp là từ chỗ thấp mà sinh ra, khiến cho chúng sinh từ cơ bản mà học lên. Hội này Bồ Tát Pháp Huệ làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý thập trụ, hội này cũng nói sáu phẩm. 13 phẩm thăng lên đỉnh tu di 14 phẩm kệ tám tu di, 15 phẩm thập trụ, 16 phẩm phạm hạnh, 17 phẩm công đức ban đầu phát tâm, 18 phẩm minh pháp. Sáu phẩm này cũng là vòng sai biệt nhân quả, là tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ tư ở tại điện bảo trang nghiêm cung trời Dạ Ma, hội này ở trên không đỉnh núi tu di, là không cư thiên, cõi trời ở trên không tức cũng là tầng trời thứ ba của dục giới. Trong hội này, Đức Phật phóng quang ở mu hai bàn chân, biểu thị Pháp là từ dưới mà lên, khiến cho chúng sinh y theo thứ lớp mà học lên. Hội này Bồ Tát công Đức Lâm làm chủ đại hội, Ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý Pháp môn thập hạnh. Hội này nói bốn phẩm. 19. Phẩm thăng lên trời dạ ma 20. Phẩm kệ tán dạ ma 21. Phẩm thập hạnh hai hai phẩm thập vô tận tạo. bốn phẩm này cũng là vòng sai miệt nhân quả là tu nhân khế quả sinh giải phần hội thứ năm ở tại điện nhất thiết diệu bảo trang nghiêm cung trời đâu xuất hội này ở phía trên trời dạ ma tức cũng là tầng trời thứ tư của dục giới trong hội này đức phật phóng quang hai đầu gối biểu thị hồi hướng khiến cho chúng sinh hồi sự hướng lý hồi nhân hướng quả hồi tự hướng tha Hội này Bồ Tát Kim Cang Tràng làm chủ đại hội, Ngài hương thần lực của Đức Phật mà nói đạo lý pháp môn thập hồi hướng. Hội này nói ba phẩm, hai ba phẩm thăng lên trời đầu xuất, hai phẩm kệ tán đầu xuất, hai năm phẩm thập hồi hướng. Ba phẩm này cũng là vòng sai biệt nhân quả, là tu nhân thế quả sinh giải phần. Hội thứ sáu ở tại điện Mani bảo tạng cùng trời tha hóa tự tại. Hội này là tầng trời thứ sáu của dục giới, cũng là tầng trời cao nhất của dục giới. Hội này Đức Phật phóng quang minh ở giữa lông mày. Hội này Bồ Tát Kim Cang Tạng làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Phật mà nói đạo lý pháp môn thập địa. Hội này chỉ nói một phẩm, hai sáu phẩm thập địa. Phẩm này cũng là vòng sai biệt nhân quả là tu nhân khế quả sinh giải phần trên đây là mười bốn phẩm diệu pháp nói ở trên thiên cung hội thứ bảy ở tại điện phổ quang minh đức phật lại từ trên trời trở về nhân gian hội này đức phật phóng quang minh giữa lông mày và quang minh ở miệng quang minh ở miệng là biểu thị tất cả phật tử từ trong miệng của phật hóa sinh Hội này Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ đại hội, ngài nương thần lực của Phật mà nói pháp đẳng giác và diệu giác, tức cũng là pháp môn nhân tròn quả đầy, 6 phẩm trước nói nhân tròn, 5 phẩm sau nói quả đầy. Hội này nói 11 phẩm, 27 phẩm thập định, 28 phẩm thập thông, 29 phẩm thập nhẫn, 30 phẩm A Tăng Kỳ, 31 phẩm Thọ Đượng, 32 phẩm Bồ Tát Trụ xứ 33 Phẩm Phật Bất từ nghỉ Pháp, 34 Phẩm Thập Thần Tướng Hải, 35 Phẩm Tùy Hảo Quang Minh, 36 Phẩm Hạnh Phổ Hiền, 37 Phẩm Như Lai xuất hiện. 11 Phẩm này là vòng nhân quả bình đẳng, là tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ 8 tại Điện Phổ Quang Minh, trong hội này Đức Phật không phóng Quang Minh vì tại trọng xứ hội này cũng là bồ tát phổ hiền làm chủ đại hội vì bồ tát phổ hiền là chủ hoa nghiêm hài hội ngài nương thần lực của đức phật mà nói pháp hai ngàn hạnh môn có vị bồ tát phổ huệ hỏi bồ tát phổ hiền những gì là pháp nương tựa của bồ tát những gì là pháp thực hành của bồ tát vân vân có hai trăm câu hỏi bồ tát phổ hiền giải đáp thành hai nghìn câu trả lời hội này chỉ nói một phẩm ba tám phẩm lìa thế gian Phẩm này là vòng thành hạnh nhân quả là thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hội thứ 9 ở tại rừng Thệ Đa, địa điểm ở trong thành Xá Vệ, tức cũng là vườn ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, còn gọi là tinh xá Kỳ Hoàng, còn gọi là trọng các giảng đường. Khi Đức Phật thành tránh giác thì chưa có giảng đường này, sau này mới thành lập. Xong không có trọng các giảng đường, vậy Đức Phật làm thế nào thuyết pháp tại đây? Đó là cảnh giới diệu không thể nghĩ bàn. Đức Phật có thể đem vô lượng kiếp quá khứ rời đến hiện tại, cũng có thể đem vô lượng kiếp vị lai rời đến hiện tại. Cho nên, chẳng có phân biệt quá khứ hiện tại và vị lai là viên dùng vô ngại. Giống như trong kinh Kim Càng có nói, tam tâm bất khả đắc, ba tâm không thể đắc được. Cùng đạo lý ấy nghĩa là tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Tại sao? Bạn nói có quá khứ, tức là chấp trước. Có hiện tại là chấp trước, có vị lai cũng là chấp trước. Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại không dừng lại. Còn vị lai thì chưa đến, đó là phá chấp. Tại hội này Đức Phật phóng đường hào quang trắng, biểu thị chiếu khắp ba ngàn đại thiên. Khiến cho tất cả chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp sinh ra cả lành hội này phân làm hội chính và hội phụ hội chính là Phật Thích Ca Mâu Ni làm hội chủ nhập vào tam muội sư tử tần thân thị hiện mà nói Diệu pháp khiến cho đại chúng đốn chứng pháp giới hội phụ là các Bồ Tát làm hội chủ Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù và các vị Thiện tri thức vì thiện tài đồng tử mà nói rõ tiệm chứng pháp giới. Hội này chỉ nói một phẩm, 39 phẩm vào pháp giới. Nhưng có 21 quyển, hội này là vòng chứng nhập nhân quả, là y nhân chứng nhập thành đức phần. Phần trên là 13 phẩm diệu pháp nói ở tại nhân gian. Này giới thiệu sơ lược về 7 nơi 9 hội 39 phẩm. Hy vọng mọi người ghi nhớ, đợi khi giảng đến phẩm nào thì biết được phẩm đó nói tại đâu vị Bồ Tát nào nói có khái niệm như thế thì mới thấu hiểu được bộ kinh Hoa nghiêm này là pháp đại thừa vì pháp thân Bồ Tát mà nói hoàn toàn là tu bồ đề tâm hành bồ đề đạo do đó người tiểu thừa tuy nhiên đồng ở trong pháp hội nhưng như điếc như mù có mắt chẳng thấy được lô xá na có tài chẳng nghe được pháp viên đốn vì khi họ ở tại nhân gian thì không tu pháp đại thừa cho nên không có duyên đắc được lợi ích lớn vậy tất nhiên chúng ta chẳng phải là bồ tát lại chẳng phải là a la hán tại sao lại nghe được tên kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật mà còn được nghe diệu pháp kinh hoa nghiêm đó là vì trong quá khứ chúng ta đã gieo căn lành với pháp đại thừa cho nên hôm nay có duyên được đến nghe pháp bằng không cũng giống như người tiểu thừa, như điếc như mù. Đây là cơ hội ngàn kiếp khó gặp, hy vọng mọi người tinh tấn càng tinh tấn, nỗ lực càng nỗ lực, đến nghiên cứu diệu lý của bộ kinh này. Tuy nhiên chỉ dịch ra được 4 vạn 5 nghìn bài kệ, nhưng nếu nhớ được một bài kệ thì có diệu dụng vô lượng. Vào đời đường có vị xuất gia tên là Vương Minh Cán, vị đó tuy xuất gia làm hòa thượng nhưng không tu hành. Một ngày nọ bị quỷ vô thường bắt đi, vị đó gặp Bồ Tát Địa Tạng, dạy vị đó một bài kệ kinh hoa nghiêm. Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ương quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời hãy quán tánh pháp giới hết thầy do tâm tạo vị đó thấy vua diêm vương thì đọc ra bài kệ này do đó được phóng thích bài kệ này không những cứu được sinh mạng của vị đó mà cũng cứu được chúng sinh thọ khổ dưới địa ngục các bạn thấy đó bài kệ này có diệu dụng như thế cho nên phải tụng kinh hoa nghiêm phải lạnh kinh hoa nghiêm phải ấn tống kinh hoa nghiêm thì nhất định có công đức vô lượng